Vâng, em chào cả nhà. Em tên là Thu, sinh năm 89, em ở Phú Xuyên. Mẹ em năm nay là 65 tuổi. Em thì là bắt đầu là bị u tuyến giáp đấy, vào tháng 3 năm 2021. Thì là sau khi mà được bác sĩ chỉ định là mổ, thì mẹ em đã mổ trong cái thời gian mà mổ xong, bắt đầu trong thời gian về kiêng để ăn kiêng chuẩn bị để lên uống iốt ấy, thì mẹ em cũng có kiêng rất là nhiều thứ liên quan đến iốt, thì là chỉ định bác sĩ là kiêng iốt để lên uống iốt thì nó mới hiệu quả cho việc chữa trị của bệnh mẹ em. Thì là trong thời gian trước thời gian đấy thì em có chia sẻ luôn hết với mẹ, nhưng mà mẹ cũng là chưa chưa có tin, không uống. Thế sau đấy thì là trong cái thời gian mà kiêng đấy, em nên em hỏi bác sĩ cho mẹ em được là bác sĩ có xem các thành phần của cái lớp bột và cái lớp viên ấy, bác sĩ có nói là cái này là dinh dưỡng thì là tốt cho sức khỏe thì uống được thì cứ uống đấy, có điều kiện thì cứ uống. Thì sau đấy là mẹ em cũng nghe, cũng gọi mẹ em vào nghe luôn mà. Thế sau mẹ em cũng nghe bắt đầu lúc đấy mẹ em mới uống. Thì trong quá trình là mẹ em vào cái lớp bột uống iốt trong vòng 1 tuần đấy, kiêng đấy, thì là sức khỏe của mẹ em ấy đã khỏe hơn rất là nhiều. Thậm chí là mẹ em còn chia sẻ là mẹ khỏe hơn cả những cái bạn mà bằng tuổi con hoặc là kém một tuổi con, nghĩa là khỏe hơn thanh niên đấy. Thì sau cái tác dụng của như vậy thì hiện tại bây giờ mẹ em về đã biết mổ là cũng lành dần rồi. Là khi mà mổ xong thì bác sĩ có nói là bị hơi máu nhiễm mỡ, thì hiện nay là sử dụng chất xơ với lết bột và với lết viên thì là các cái đấy đã giảm rồi. Và sau khi làm ăn kiêng xong uống iốt xong, kiêng xong 21 ngày rồi thì bắt đầu lên khám lại định kỳ. Thì là bác sĩ hẹn lên khám đấy, thì là mẹ em lên thì là bác sĩ có nói là bây giờ là chị một lần rồi là các chỉ số là đã về bình thường, rất là tuyệt vời cả nhà. Và bây giờ chỉ có đi khám định kỳ thôi chứ không phải uống nhiều lần như các một số bệnh nhân khác nữa. Còn một số bệnh nhân khác như ở phòng em ấy thì bị đấy, cái chị cùng phòng là có bị mọc lại khối u này, rồi làm lại phải mổ lại lần nữa này đấy. Có người thì uống iốt 2-3 lần thôi, nhưng mà em ngay từ lần đầu tiên đã được hỗ trợ dinh dưỡng đấy, thì là cũng là rất là may mắn cho mẹ em là bây giờ đã chỉ có đi khám định kỳ thôi cả nhà. Mà mẹ em đã ung thư tuyến giáp giai đoạn 2 rồi nhá, chứ không phải giai đoạn 1 như mọi người đâu đấy. Mọi người lần 1 còn bị uống mấy lần, em giai đoạn 2 là không bị uống lần nào nữa, và bây giờ chỉ đi khám định kỳ thôi. Một cái nữa là em thấy nhiều rõ rệt là trong cái thời gian mà uống iốt ấy đấy, thì làm có một số chị em trong phòng cũng có thấy mẹ em nói chia sẻ về cái bột chất xơ ấy đấy. Có người là vào trong đấy là người ta cũng có nói trước là khi mà vào đấy là sẽ uống iốt là sẽ gây táo bón rất là nhiều, thậm chí là có người mua cả thuốc thụt cơ để vào đấy để thụt, rồi là chán ăn buồn nôn. Nhưng mà khi mà mẹ em sử dụng ấy chất xơ và cùng với một số chị em khác sử dụng chất xơ ấy của mình ấy, thì là cái tình trạng táo bón là không có nha cả nhà, không có luôn, không phải sử dụng thuốc cũng sổ đấy. Mà cái tình trạng nôn ói thì vẫn có, nhưng mà đỡ hơn nhiều, rất nhiều so với các anh chị mà không uống ấy đấy. Thế nên là mọi nhận ra được cái giá trị rất là hay đấy. Thì em xin chia sẻ câu chuyện của mẹ em là như vậy. Hiện nay tình trạng mẹ em rất là khỏe, bao một ngày tập thể dục mấy lần rồi là có nói là ăn nhiều lắm nhưng mà không có tăng cân. Hay thì quá. thì mình có thấy là cái dinh dưỡng của mình ý, dinh dưỡng của mình, chất xơ của mình, cái bộ combo 5 ấy, cái lấy bột và cái lấy viên, 3 bột 2 viên đấy, và một hộp chất xơ mà em vẫn dùng đều đặn luôn, còn đang dùng cả canxi của công ty nữa. Thì cái lượng canxi của mẹ em sau khi đi khám lại thì làm không bị thiếu hụt nhiều đâu mọi người ạ. Rất là khỏe đấy, canxi trong máu ấy. Thì khi mọi người biết là khi mà mổ tuyến giáp đi ấy, là người ta cắt hết hai bên cổ này nè, các cái Đúng hạch và tuyến giáp hai bên luôn, người ta vét sạch luôn
nó sạch hết tất cả, nó thiếu rất nhiều là canxi. Đúng rồi, thiếu canxi. Đấy, thế nên làm thấy là cũng làm một phần là sản sinh ra canxi cho cơ thể, nhưng mà khi mà chỗ đấy bị cắt đi là sẽ chức năng đấy sẽ không còn nữa, và canxi rối loạn rất là nhiều và thiếu rất nhiều. Nhưng mà may mắn khi mẹ em sử dụng canxi của mình này, rồi là wellness bột, wellness viên, chất xơ đầy đủ luôn em, so với các thì 3,4 phẩy thì mẹ chỉ có một phần đấy, thì là hiện nay mẹ em đang bổ sung tiếp để cho hồi phục sức khỏe. Đấy là câu chuyện của mẹ em. Hay Cảm ơn quá, mọi người đã lắng nghe. cảm ơn Anna Thu.